Ôi, nàng công chúa xinh đẹp kia đang bị rồng hắc ám bắt giữ. Nhưng tại sao nàng bị giam cầm ở đây? Và làm cách nào để nàng thoát khỏi rồng hắc ám chứ? Hãy cùng qua Fariel Taylor tìm hiểu nào. Ở vương quốc nọ có hai chàng dũng sĩ dũng cảm và tài năng tên là Ryan và Matt, chuyên đi bùn bà khắp nơi để tiêu diệt quái vật. Tuy nhiên, trái ngược với tính cách ham danh ham tiền của Ryan, Matt là người khiêm tốn, luôn âm thầm giúp đỡ mọi người và yêu thương động vật. Một hôm, Matt bắt gặp một con hươu bị thương do mắc bẫy của tự săn, liền đi đến giúp nó. Còn Ryan mặc kệ họ và đi trước. Đã ban bố xong vết thương cho ngươi rồi. À, chắc là ngươi cũng đang mệt và đói, ăn tạm chút đồ ăn của ta nha. Hả? Ta chính là thần rừng đây. Sau khi chứng kiến sự tốt bụng của cậu, ta tặng cho cậu hạt đậu thần này. Hãy giữ nó trong người và sử dụng khi nào cần thiết. Lúc nào cậu cần, cậu chỉ cần hô to: hạt đậu thần giúp ta. Nó sẽ biến thành cây đậu khổng lồ và cho cậu lương thực như ý muốn. Cảm ơn thần rừng. Này, có chuyện gì vậy? Ta nghe người dân nơi đây nói, gần đây có một lâu đài do rồng hắc ám ngự trị. Ở đó, rồng hắc ám đang bắt giữ công chúa Sophie xinh đẹp của nhà vua và nắm giữ rất nhiều kho báu. Và nếu ai mang được công chúa và kho báu quay về, đức vua sẽ chia của cải và gả công chúa cho chàng trai may mắn đó. Vậy là ta... À nhầm, chúng ta có thể sống cuộc sống giàu có mà không cần làm nghề nguy hiểm này rồi. Với lại, cậu cũng sẽ có tiền mua lương thực, cố giúp mọi người và chăm sóc cho mấy con vật cậu yêu thích đó. Chả phải đó là ước mơ của cậu hay sao? Ờ, có lý đó, ta đồng ý. Vậy thì đi thôi. Sau đó, Ryan và Matt cúng ngựa ngày đêm để đi đến tòa lâu đài của rồng hắc ám. Nhớ phải đi nhẹ nhàng đấy, chúng ta không biết rồng hắc ám đang ở. Cứu tôi! Hình như là tiếng con gái kêu cứu, chắc là công chúa rồi. Nhanh, xem chuyện gì xảy ra. Hôm nay là ngày may mắn của chúng ta. Chưa gì đã có được chìa khóa để cứu công chúa rồi. Hơn nữa, rồng hắc ám đang đuổi bắt con chó nhỏ kia, nên chắc không quan tâm đến chúng ta đâu. Nên lợi dụng cơ hội này đến chỗ của công chúa đi. Ờ, nhưng còn chó con thì sao? Chúng ta cũng phải giải cứu nó nữa. Ngốc à, thế thì còn đâu thời gian để cứu công chúa. Nhưng ta biết cậu luôn quan tâm đến những động vật, nên không nỡ bỏ rơi con chó đó. Vậy ta đi giải cứu công chúa, còn cậu đi giải cứu nó khỏi rồng hắc ám. Cậu thấy thế nào? Sau đó, trong lúc Tian đi đến chỗ công chúa, thì Matt đi về phía chó con. Có cách hạ gục rồng hắc ám rồi. Này rồng yếu đuối, lại đây mà đánh ta đi. Tuy nhiên, sau khi giải cứu được chó con, vũ khí của Matt đã bị hư hỏng và không thể sử dụng được nữa. Không sao, cứu được ngươi là tốt rồi. Matt, cảm ơn hai dũng sĩ gan dạ đã cứu ta và chó nhỏ, cũng như đã đánh bại được rồng hắc ám hung ác. Hả? Để cảm ơn sự giúp đỡ của hai người, ta muốn dẫn hai người đến kho báu của rồng hắc ám. Hai người cứ việc đi theo ta. Thế còn gì bằng, đi nào.
Những bức tượng này có vẻ rất kỳ lạ. Nó được tạo hình rất giống với các dũng sĩ như chúng ta vậy đó. Chắc đây chỉ là tượng vàng bình thường mà Đồng Hắc Ám quá phép ra thôi. Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá. Ta đã dẫn hai người đến nơi rồi. Mọi người cứ lấy bao nhiêu vàng thì tùy thích. Cảm ơn công chúa. Má vừa định cúi người lấy vàng thì cháu nhỏ đột nhiên nhảy ra khỏi tay của Sophia. Gì vậy chứ? Ôi không, ôi không. Hả? Chuyện gì vậy? Cô là... Ta chính là rồng hắc ám thật sự. Nhưng còn rồng hắc ám vừa rồi ta tiêu diệt là... Nó là phân thân của ta, nhằm giúp ta thực hiện kế hoạch bắt những dũng sĩ ngốc nghếch như bọn ngươi đến giải cứu công chúa Sophia, rồi bị quá thanh vàng thôi. Còn đây mới là hiện thân thực sự của ta. Giờ thì mau mau chịu khuất phục đi. Cảm ơn nhiều. Cẩn thận. Đáng ghét, các người phải bị tiêu diệt. Mình không thể né mãi như vậy được, phải tìm ra cách tiêu diệt rồng hắc ám mới được thôi. Tuy nhiên, má phát hiện ra rằng mỗi lúc rồng hắc ám tấn công họ, rồng sẽ có khoảng nghỉ để lấy lại sức, thì mới có thể tạo ra được quả cầu sức mạnh cho lần tiếp theo. Có cách rồi. Hạt đấu thần, mau giúp ta. Gì vậy? Không, tại sao người ta lại mọc đầy cây thế này? Hạt đấu thần phát huy tác dụng, biến rồng hắc ám trở thành cái cây đậu rồng, cũng như quá giải lời nguyền cho lâu đài. Cảm ơn chàng đã cứu ta và mọi người thoát khỏi lời nguyền của rồng hắc ám. Ta chính là công chúa Sophie thật mà mọi người đang tìm kiếm đây. Chính rồng hắc ám đã bắt cóc ta đến đây và hóa ta thành sinh vật bé nhỏ. Sau đó, trong hắc ám luôn bắt ta phải đóng giả màn kịch giải cứu công chúa để dụ dỗ những dũng sĩ vào kho vàng của ả ta, rồi biến họ trở thành vàng. May mắn vừa rồi được chàng giải cứu nên ta muốn đền đáp tấm lòng của chàng. Hơi quá ra là như vậy. Thật may mắn khi cuối cùng nàng và mọi người đều thoát khỏi lời nguyền của rồng hắc ám và trở lại cuộc sống trước đây rồi. Hãy mau gửi tin mừng này cho đức vua nào. Sau đó, má cùng công chúa Sophia về cung điện dưới sự mừng rỡ của đức vua. Không lâu sau, hai người tổ chức đám cưới với sự chúc phúc của mọi người. Còn về phía Rian, sau khi đã thoát khỏi lời nguyền, Rian vì ghen tị trước tình yêu của Mark và Sophia nên đã tức giận bỏ đi, cùng suy nghĩ sẽ có ngày trở lại tìm hai người. Có một cặp vợ chồng nông dân hiền lành. Sau nhiều năm, người vợ cuối cùng cũng mang thai. Họ vui mừng chào đón đứa trẻ sắp ra đời. Đó là một cậu bé. Nhưng điều kỳ lạ là trên trán nó có một vết sẹo kỳ dị hình viên ngọc, và hai chiếc sừng nhỏ đã bắt đầu nhô ra ngay từ lúc mới ra đời. Với ngoại hình kỳ lạ như vậy, tôi sợ rằng sau này con trai của chúng ta sẽ gặp nhiều bất hạnh mất thôi. Phải làm sao dù chứ? Sao thì chúng ta vẫn yêu thương con hết lòng mà. Chúng ta sẽ gọi nó là Rick nha. Năm tháng trôi qua, Rick dần dần lớn lên khỏe mạnh, nhưng vết sẹo và cặp sừng vẫn luôn ở trên trán chàng. Càng lớn, chúng càng lớn lên theo, trông rất kỳ dị. Vì thế, dân làng xung quanh bắt đầu xì xầm, đặt điều về Drake và cha mẹ.
Đó là Red đấy. Trông nó thật đáng sợ, quả đúng như là lời đồn. Thì do cha mẹ của nó ăn ở không ra gì, cho nên mới sinh ra một quái vật gớm ghiếc như vậy. Red tức giận, chàng phản kháng và bảo vệ cha mẹ trước những lời chế nhạo đó. Các người chế nhạo tôi thì được, chứ không được đặt điều nói bậy về cha mẹ của tôi đâu. Trẻ con cũng xua đuổi, ném đá Red ở những nơi chàng tới. Chàng đuổi đánh lại đám trẻ khi chúng gây sự với mình trước. Vì vậy nên chàng không có một người bạn nào. Cha mẹ Red biết vậy, họ an ủi Red và khuyên chàng. Hãy tha thứ cho họ, đừng giữ lòng oán hận mọi người con à. Hãy sống thật tốt, rồi một ngày nào đó khi con khẳng định được mình, họ sẽ hiểu ra mà thôi. Nghe lời cha mẹ, Red không quan tâm đến những lời đàm tiếu về mình nữa. Chàng luôn cố gắng chăm chỉ làm việc, giúp đỡ mọi người để khẳng định bản thân mình. Cho đến khi Red 18 tuổi, năm ấy bỗng nhiên có hiện tượng lạ xảy ra. Một con rồng đen quái ác hung dữ từ đâu xuất hiện, ra ngoài khiến cho trời đất tối tăm mù mịt. Mưa to gió lớn, lũ lụt tràn về khắp nơi trên vùng đất ấy. Mùa màng đều bị phá hủy, dân chúng vô cùng khổ sở lầm than. Trời ơi, ai cứu chúng tôi với? Rồng đen đã trở lại rồi. Nếu mà ngày nào con rồng đen đó còn sống thì dân làng chúng ta còn chưa được yên ổn ngày đó. Vậy là con rồng đen đáng sợ đó đã quay trở lại rồi. Rồng đen sao? Con quái vật đó là gì thế hả? Trước đây khi con còn chưa ra đời, con rồng đen này đã từng xuất hiện, tàn phá khắp nơi khiến mọi người vô cùng khổ sở. May mắn đến một ngày, một con rồng vàng đã xuất hiện. Đó là khắc tinh của rồng đen. Sau một trận chiến dữ dội, chẳng hiểu gì sao cả hai con rồng đều biến mất. Red nghe xong chàng rất tức giận và bất bình. Con rồng điên đáng ghét, nó đã gây ra bao đau khổ cho cha mẹ cũng như ngôi làng này rồi. Hôm sau, viên quan cai trị vùng đó ra thông báo cho tất cả người dân. Mọi người nghe đây, nếu ai có thể tiêu diệt được con rồng đen hung ác trừ hại cho dân, người đó sẽ được trọng thưởng bất cứ điều gì. Nhưng việc khó như lên trời này khiến cả những dũng sĩ giỏi nhất cũng phải lắc đầu chịu thua. Đây là cơ hội của ta. Nếu ta tiêu diệt được con rồng đen hung ác kia, ta sẽ khẳng định được bản thân với dân làng. Họ sẽ phải nhìn ta bằng con mắt khác. Họ sẽ không còn kỳ thị gia đình ta nữa. Thưa cha mẹ, con đã quyết định sẽ lên đường đánh bại con rồng đen hung ác giúp cho dân làng. Hãy suy nghĩ lại đi con. Việc này quá nguy hiểm, không được đâu. Đó là một con rồng có phép thuật. Nó có thể hô mưa gọi gió, làm sao con có thể là đối thủ của nó được. Xin cha mẹ cứ yên tâm, con đã có cách, nhất định con sẽ chiến thắng trở về mà, yên tâm đi. Thấy Red đã quyết, cha mẹ chàng cũng đành thuận theo. Vậy là chàng tới gặp viên quan, nhận việc diệt trừ rồng đen cho dân làng. Bao nhiêu dũng sĩ đều đã bó tay, liệu tên này có thành công được hay không? Thôi thì cứ để hắn đi thử, dù có bị rồng đen đánh bại, dân làng này cũng sẽ bớt đi một kẻ dị hợm, chẳng khác gì một con quái vật. Tốt lắm Red, cậu có yêu cầu vũ khí gì hay không? Nếu có thể chúng ta sẽ đáp ứng ngay. Ta chỉ cần một con rồng giả được bệnh bằng rơm, mong ngài và dân làng đáp ứng. Tưởng gì, tất nhiên ta đồng ý. Sau đó, con rồng giả bằng rơm nhanh chóng được dân làng chuẩn bị xong. Red từ biệt cha mẹ và dân làng, mang theo con rồng giả lên đường. Tới con sông đầu nguồn, nơi con rồng đen đang chiếm đóng quanh hành, Red thả con rồng rơm trôi trên sông và bắt đầu khiêu chiến. Đây, con rồng đen độc ác hung tàn, hãy cút khỏi con sông này ngay. Hôm nay chính là ngày đền tội của ngươi rồi. Kẻ nào dám to gan thách thức ta đây? Rồng đen tìm kiếm, nó thấy con rồng giả bằng rơm, nhưng lại tưởng đó là rồng thật, vừa thách thức mình. Nó giận dữ bay tới. Thì ra chính là ngươi, con rồng nhãi nhép. Ta sẽ cho ngươi biết sức mạnh của ta. Rồng đen há miệng nuốt chửng ngay con rồng giả bằng rơm. Ngay sau đó nó bị hốc, rơm vướng vào họng, dính đầy miệng, khiến cho nó ho sặc sụa mãi không dứt.
Nhưng lúc đồng đen đang đối rắm với đống rơm, Red mới từ bờ sông nhảy xuống, bí mật lặn tới gần nó. Càng tới gần đồng đen, chàng càng cảm thấy vết sẹo trên trán và cặp sừng của mình phát sáng và nóng bỏng hơn. Red thấy rất ngạc nhiên. Khi Red xuất hiện đứng đối diện với đồng đen, vết sẹo và cặp sừng trên trán của chàng tỏa sáng rực rỡ. Rồng đen, ta chính là người thách thức ngươi đây. Đó chính là ánh sáng từ viên ngọc của đồng vàng, đối thủ truyền kiếp của ta. Ngươi là kẻ nào? Từ đâu mà ngươi có được vết sẹo đó hả? Tên ta là Gray. Ngươi hỏi vết sẹo trên trán ta sao? Vết sẹo và cặp sừng này đã có ngay từ khi ta mới ra đời, vì chúng mà dân làng đã xem ta như quái vật và quỷ dữ. Vậy là viên ngọc đó đã chuyển sinh vào tên này sao? Hắn sẽ là đối thủ nguy hiểm nhất của ta. Khoan đã, hắn vừa nói con người đã từng xua đuổi hắn, hãy thử dụ dỗ hắn xem sao. Red, loài người đã không còn tôn trọng ngươi, coi ngươi là quái vật. Việc gì ngươi phải hết lòng vì họ như vậy? Hãy đi theo ta, ngươi sẽ trở thành phó tướng, có thể phát huy hết sức mạnh của mình. Trồng điên, ngươi đừng hòng dụ dỗ ta. Cha mẹ ta đã cho ta sinh mạng, họ đã dạy ta là con người. Ta sẽ hết lòng vì loài người. Ta thề sẽ tiêu diệt ngươi bằng mọi giá, để khẳng định giá trị của bản thân mình. Được lắm, nếu đã không thể dụ dỗ ngươi được, vậy thì ta sẽ tiêu diệt ngươi ngay khi viên ngọc còn chưa thức tỉnh. Một khi khắc tinh của ta đã chết, ta sẽ chẳng sợ điều gì cả. Nói xong, đồng đen ngay lập tức làm phép gọi một cơn lốc xoáy tấn công Red. Đang bất ngờ, chàng bị cơn lốc hất văng xuống nước. Khi Red ngoi lên, chàng tập trung tâm trí của mình vào vết sẹo trên trán, khiến nó càng tỏa sáng rực rỡ hơn. Điều kỳ diệu xảy ra, từ vết sẹo bay ra một viên ngọc sáng lấp lánh. Red vui mừng đưa tay nắm lấy viên ngọc. Hãy nuốt lấy viên ngọc đi chàng trai, sức mạnh này thuộc về cậu đấy. Dừng lại, đừng làm như vậy. Nếu mà ngươi nuốt viên ngọc, ngươi sẽ biến thành quái vật thật sự. Không được. Dù có phải đánh đổi quá thành cái gì đi nữa, ta cũng phải tiêu diệt ngươi để cứu lấy dân làng. Red bỏ viên ngọc vào miệng nuốt, lập tức cả người chàng tỏa sáng. Chàng biến đổi và hóa thành một con rồng vàng kỳ diệu vô cùng oai vệ. Ta đã nhớ lại tất cả, ký ức đã trở lại với ta rồi. Ta là Gray và ta cũng là rồng vàng. Thì ra trước đây khi rồng đen hung dữ xuất hiện, thường tắc quai tắc quái gây ra mưa to gió lớn, lũ lụt, khiến dân chúng trong vùng vô cùng lầm than khổ sở. Thấy rồng đen ngang ngược tàn ác, thượng đế đã phái xuống một con rồng vàng làm đối thủ của rồng đen, cứu vớt dân chúng. Rồng đen, ta sẽ không để ngươi hoành hành như vậy nữa đâu. Tội ác của ngươi chồng chất, đã đến lúc ngươi phải đền tội rồi. Con rồng vàng đáng ghét, sức mạnh của ngươi chẳng khác gì bằng ta cơ chứ. Hãy thắng được ta trước đã. Trận chiến đã diễn ra quyết liệt kéo dài. Rồng đen tài phép không bằng, nhưng đó được những con quỷ tai sai của mình trợ giúp. Bởi vậy tình thế không có lợi cho rồng vàng. Cuối cùng hai bên cùng tổn thất nặng nề. Rồng vàng hy sinh, linh hồn đó hóa thành một viên ngọc quý, trôi theo dòng nước xuống dưới hạ nguồn. Còn rồng đen cũng bị thương nặng, mất hết sức chiến đấu. Ta phải đi ẩn nấu để chữa thương trong 18 năm tới. Các ngươi hãy đi tìm bằng được viên ngọc ấy và phá hủy nó. Nếu để nó chuyển sinh thành người, khi trưởng thành sức mạnh của nó sẽ tăng vọt. Chúng ta sẽ không được yên đâu. Sau khi ra lệnh cho tay sai, đồng đen chui vào hang biến mất. Những con quỷ tay sai vâng lệnh đi khắp nơi để tìm kiếm viên ngọc, không ngừng quấy rầy những ngôi làng quanh đó, nhưng chúng cũng không tài nào tìm ra. Lúc đó, ở ngôi làng dưới hạ nguồn, có đôi vợ chồng nông dân đã lâu mà vẫn chưa có con. Hôm ấy, bà vợ đi hái lượm, trên đường đi ngang qua một con suối. Hay quá, đúng lúc ta đang khát. Hay là bây giờ ta nghỉ chân uống vài ngụm nước trước đã. Đang uống thì bỗng nhiên viên ngọc trôi tới, bà vô tình nuốt luôn cả viên ngọc. Bà hoang mang đôi chút,
nhưng thấy mình vẫn khỏe mạnh bình thường nên không bận tâm chuyện đó nữa. Thì ra đó là lý do mà Trey ra đời. Tiêu diệt rồng đen cũng chính là sứ mệnh của ta. Hai con rồng, một vàng một đen, đối đầu nhau trên không. Nhưng trong khi rồng vàng bình tĩnh và quyết tâm hạ gục đối thủ, thì rồng đen lại run rẩy sợ hãi. Nhờ sức mạnh của viên ngọc được chuyển sinh trong cơ thể của Trey, rồng vàng tỏ ra vượt trội, dần áp chế được rồng đen. Cuối cùng, rồng vàng phun ra một quả cầu lửa cực mạnh tiêu diệt rồng đen, kết thúc tất cả mọi tai ương và tội lỗi mà rồng đen đã gây ra. Trên bầu trời, mây đen và bóng tối u ám dần dần tan đi, ánh sáng rọi xuống khắp nơi. Mọi người thấy thấp thoáng sau những áng mây là một con rồng vàng rực rỡ. Tuyệt quá, rồng vàng đã tiêu diệt được con rồng đen hung ác đó rồi. Lạ thật, con rồng vàng dũng mãnh đó từ đâu tới? Chàng trai tên Trey đã mời được rồng vàng kia đi đâu rồi? Chờ mãi không thấy con trai trở về, cha mẹ Trey ra bờ sông lo lắng kêu gọi. Trey, con đang ở đâu? Trey ơi, Trey, sao con chưa về? Cha mẹ và dân làng, mọi người hãy trở về đi. Đừng tìm kiếm con nữa. Con đã vĩnh viễn quá thành rồng vàng rồi. Con mãi mãi không thể trở lại được thành hình người nữa đâu. Cảm ơn cha mẹ đã yêu thương chăm sóc con suốt 18 năm qua. Ngày xưa, mẹ đã vô tình nuốt viên ngọc quá thân của rồng vàng và sinh ra con với sứ mệnh nối tiếp tiêu diệt rồng đen ác độc. Vì thế từ nhỏ, con đã có dấu ấn ngọc rồng và cặp sừng kỳ dị trên trán, khiến mọi người sợ hãi, xua đuổi và xa lánh. Nhưng con không trách mọi người nữa đâu. Mong rằng từ nay dân làng sẽ chung sống yên vui, không xua đuổi dạo bán cha mẹ tôi nữa. Từ nay tôi sẽ là người bảo vệ vùng đất này khỏi những thế lực điên tối khác. Rồng vàng hiện thân cho mọi người thấy lần nữa, rồi biến mất. Từ đó, dân làng vùng ấy dựng lên một ngôi đền bên bờ sông để thờ rồng vàng, vị thần bảo hộ nơi đây. Mọi người cùng nhau sống trong hòa thuận, đầm ấm mãi về sau.